Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FA Channel, mình là Hồng Review đây. Và ngay sau lưng mình đây là một cái sự kiện cực kỳ lớn của Oppo. Đó là sự kiện mở bán Oppo Reno 8 Series. Và ở cái tính tới thời điểm này thì Oppo Reno 8 Series đã nhận được hơn 17.000 lượt đặt hàng tại cửa hàng Thế Di Động. Và không để các bạn đợi lâu nữa thì ngay bây giờ các bạn hãy cùng mình khám phá xem là sự kiện mở bán lần này của nhà Oppo sẽ có gì, và cùng nhau phỏng vấn một vài người dùng để xem lý do gì họ lại lựa chọn Oppo Reno 8 Series là một chiếc điện thoại đồng hành của mình nhé. Ok, cùng mình bắt đầu thôi. Phải nói rằng là buổi mở bán Oppo Reno 8 Series này nó quá là sôi động và cực kỳ là đông các bạn ạ. Và ngay bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn đi phỏng vấn một vài khách hàng mua Oppo Reno 8 Series để xem là họ sẽ có cảm nghĩ, cảm nhận như thế nào về Reno 8 nhá. Chào bạn, cho mình hỏi là bạn tên gì nhỉ? Em tên Nam Phương ạ. Nam Phương à. Hôm nay thì bạn đến với cái sự kiện Oppo này thì bạn thấy cái sự kiện này nó như thế nào? Dạ vâng, rất là hoành tráng và vui, háo hức nữa. Dạ, mình thấy rằng là bạn cũng đang dùng một con Oppo Reno 8 5G. Thì bạn thấy rằng con Oppo Reno 8 5G những cái điểm nào bạn thích nhất? Cái điểm em thích nhất là con gái của ai cũng thể thôi, rất là chụp hình đẹp. Với cái cụm camera số 8 này. Dạ đúng rồi, cụm camera với cả là cái quản chụp hình trên Oppo thì gần như là rất là đỉnh nhỉ. Dạ, hôm nay thì anh đến với lại cái sự kiện này của nhà Oppo thì anh đều là mua sản phẩm gì ạ? Reno 8 5G. Dạ. Trước khi mà anh tìm hiểu mua con Reno 8 5G thì anh có biết qua về sản phẩm trước chưa? Tất nhiên là coi qua trên Thế Giới Di Động với lại một số cái spec ở các cái trang web khác. Dạ dạ, anh thấy rằng là con Oppo Reno 8 5G này thì nó có đáp ứng được cái nhu cầu của anh không? Và trước đây thì anh đã dùng những sản phẩm nào đến từ nhà Oppo chưa? Đang xài Oppo luôn nè. Anh đang dùng Oppo gì đây? Đúng rồi, Oppo này xài 2 năm rưỡi rồi, rất là bền. Rất rất là nhiều lần rồi, cũng rất là ok. Dạ. Nếu mà nói về hàng Oppo thì ngon bổ rẻ. Dạ, và hôm nay anh đến với sự kiện Oppo lần này thì anh thấy rằng không khí của sự kiện như thế nào? Tại vì nó hẳn như sự kiện này thì đa số là anh em công nghệ là chạy Oppo lại hơi nhiều. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái Oppo cái mới này là cái pin nó xài rất lâu, anh em công nghệ rất là thích xài. Như vậy là chú lựa chọn sản phẩm điện thoại Oppo là cho thấy là điện thoại Oppo phổ biến. Thứ hai là thời lượng pin của nó tốt. Và cái sản phẩm Oppo lần này chú lựa chọn là sản phẩm nào có thể cho mọi người cũng biết được không ạ? Cái chú hiện tại là chú xài rồi, trước là xài cái 5, cái 6, cái 7 rồi. Bây giờ cái này ra cái 8, giờ đang thử xài cái 8 nè con. Dạ, chú có thể cho mọi người xem là chú đang dùng cái 8 nào không ạ? Dạ. Dạ, như vậy là chú đang đặt mua một chiếc Oppo Reno 8 5G các bạn ạ. Và cho con hỏi là cái con Oppo Reno 8 5G này trước khi mua thì chú đã tìm hiểu những thông tin về nó chưa? Cái dạng như là chú đã xài những cái Oppo đó trước hết rồi. Dạ. Cái thứ nhất là cái mới này cũng có một cái có ý kiến chút xíu rồi, nhưng mà thấy ra hợp lại là hốt thôi. Dạ. Các bạn có thấy rằng là cái sản phẩm Oppo Reno 8 5G này thì thiết kế đẹp này, camera nó cũng đẹp này, thì có phù hợp với đối tượng là Gen Z, những người làm nội dung giống như bạn không? Chắc chắn rồi, tại vì thứ nhất là quay phim cực kỳ nét, cực kỳ đẹp và có thể quay trong điều kiện chiếu sáng cũng cực kỳ đẹp luôn. Thứ hai là chụp hình nó trời ơi, siêu đỉnh rồi, cho nên những bạn nào mà kiểu làm content dạng như là nhà sáng tạo nội dung á, còn quay clip nhiều thì mình nghĩ đây là một cái rất là phù hợp với mấy bạn, nhất là mấy bạn Gen Z bây giờ. Dạ, ok, cảm ơn nhiều ạ. Anh yêu thích gì, những cái điểm gì nhất ở trên con Oppo Reno 8 lần này anh chọn ạ? Cấu hình lần này là được trang bị con chip Dimensity 1300 đúng không ạ? Cấu hình cao, giá thành tốt. Dạ. Và ngoài cái yếu tố cấu hình thì anh có là một người mà chụp hình nhiều không? Nếu như là chụp ảnh selfie này, chụp ảnh từ camera sau này, tại vì năm nay Oppo nâng cấp rất là nhiều. Đôi khi thôi. Dạ. Nhưng mà tôi thường hay sử dụng cái Oppo để chụp tài liệu là nhiều. Dạ, chụp tài liệu nó rất tốt ạ. Đúng rồi, chính xác. Dạ.
Tóm gọn lại thì anh thích Oppo tại vì trước đây anh đã dùng rất là nhiều những sản phẩm Oppo rồi. Chính xác. Chất lượng tốt. Chính xác. Rồi giá thành cao và giá thành cũng phù hợp. Chính xác. Dạ dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Ok, dạ. Cảm ơn. Ngoài những yếu tố như là về phần pin này, thương hiệu Oppo phổ biến thì chú thấy là camera của Oppo thì nó có đẹp không ạ? Tính ra là nó là rất đẹp, rất chuẩn. Dạ. Nó rất là ok, nó thẳng ra là chụp hình là quá sắc nét. Cho hỏi một chút nữa là với những dòng điện thoại Oppo chú dùng nhiều như vậy rồi thì chú thực sự là có hài lòng với điện thoại của Oppo hay không? Tính ra là Oppo xài là thường thì rất là ok hơn. Và chú thấy là mức giá của Oppo Reno 8 5G năm nay như thế nào? Nó thử thì Oppo giá này nó cũng hơi cao chút hơn trước, nhưng mà cái dạng giá nó thì bây giờ cái này là giá này nó cũng là quá chuẩn. Như vậy các bạn có thể thấy rằng là cái sự kiện Oppo lần này thì cực kỳ là hoành tráng, mời rất là nhiều những KOL nổi tiếng. Và trong sự kiện lần này chúng ta cũng có sự tham gia của cực kỳ là nhiều những khách hàng đã mua cái sản phẩm Oppo Reno 8. Và mình cũng đã phỏng vấn một số người đã chia sẻ rất là nhiều về sản phẩm Oppo Reno 8 này. Họ chọn Oppo Reno 8 thứ nhất là thiết kế đẹp này, thứ hai là camera cũng đẹp này, thứ ba là họ hài lòng và trước đây đã dùng rất là nhiều những sản phẩm điện thoại đến từ nhà Oppo rồi. Thì cái video recap là sự kiện mở bán điện thoại Oppo chắc là cũng sẽ dừng lại ở đây thôi. Hy vọng các bạn sẽ thích những video này và sau này nếu như có những sự kiện recap mở bán khác thì mình cũng sẽ làm video cho anh em nhé. Anh em cảm thấy như thế nào về bộ 3 sản phẩm Oppo Reno 8 series năm nay? Đừng quên comment để lại cái nhận xét ở ngay phần bình luận của video này. Bye bye anh em.